Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này giới thiệu mọi người chương trình này rất đi Edita Protocol, nên là các bạn nhận tập cần Edita để tham gia dự án này. Các bạn click phần liên mở tỏa mở tay gà mong start chat cho bot nè các bạn. Rồi các bạn lướt trang nha các bạn, 24 cộng 77 bằng 1 nè các bạn. Rồi tham gia dự án này mình sẽ nhận được khoảng 100 token Edita, khoảng 16 đô. Các bạn muốn continue nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join các bạn. Join game seller các bạn. Gian này dễ làm các bạn, chạy trình tặng con join. Rồi mình end đây mình sót ra một cái nhóm group các bạn. Rồi các bạn join các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi bạn muốn reset nè. Chưa các bạn ơi, mình chưa join. Rồi các bạn join tiếp nha các bạn. Rồi bấm bấm reset nè. Join tiếp tục kênh group nữa nè các bạn. N nữa để mình bỏ một nhóm nữa. Quá uổng các bạn ơi. Mình không biết bỏ con nào luôn. Bỏ ra thì nó không phân phối tôi càng ác ôm thiệt tình. Rồi các bạn join đại vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm up lên nè các bạn. Các bạn bấm tiếp tục bấm chế reset nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mở địa chỉ từ CM10, các bạn dùng địa chỉ John Lin nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ tiếp nha. Dự án này khá là ngon đó. Khi nào nó về hay là thông tin tiếp sau gì mình sẽ làm một cái video cập nhật tiếp theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ TDS nha các bạn. Rồi các bạn copy xong các bạn mới đắp lên các bạn. Telegram của mình đầy rồi các bạn. Rồi các bạn bắt vào các bạn. Đăng dán vào nè. Các bạn gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần các bạn. Red. Khoảng 500 à. Rồi withdraw thôi các bạn. Rồi vậy video này kết thúc các bạn. Tôi cần này sẽ không có sao các bạn, vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.